Thưa sư, ví dụ như đời này gặp được cái gì chánh pháp và siêng tu học giáo lý nhưng chưa giác ngộ ở đời này, thì nếu còn tái sanh vào đời sau thì có gặp lại được chánh pháp hay không? Và nếu gặp được rồi thì liệu nghe chánh pháp có dễ nhớ hơn không? Nếu con có hỏi sai điều gì cho xin lỗi. Điều này còn tùy thuộc vào phước của mình lớn hay nhỏ và mình tu học nhiều hay ít. Nếu như mà mình gặp chánh pháp mà mình kém tu, mình cũng không có chịu làm phước, không chịu làm thiện, không có lòng tu tập học hỏi giáo lý vân vân, thì đời sau muốn gặp chánh pháp nữa là hơi khó. Còn nếu như mà mình có tạo phước, có tu học, có thực hành thì rất dễ dàng chúng ta tiếp tục đời sau lại gặp chánh pháp.